Thật ra thì chính sách thu hồi không phải là mong muốn các bạn thất bại để mà thu hồi lại cửa hàng, mà là để cho đối tác an tâm khi bước ra kinh doanh. Vì số tiền mình bỏ ra nó cũng không phải là nhỏ, mà lỡ như kinh doanh thất bại thì mình sẽ mất hết tất cả. Vì vậy, để cho các bạn an tâm là không sợ bị mất vốn khi mà mình mới bước ra kinh doanh trong một cái lĩnh vực mà hoàn toàn mới với mình. Ngay thời điểm này là một cái thời điểm rất là khó khăn và rất là nhiều mô hình họ phải đóng cửa, họ phải phá sản, họ phải dẹp tiệm, mà lại có một cái mô hình cam kết như vậy. Thì cam kết ở đây có nghĩa là không phải một mình Trọng cam kết, mà là đối tác nhượng quyền cũng phải cam kết. Tại vì sao? Tại vì tôi có trách nhiệm với bạn. Tôi cam kết thu hồi lại là vì tôi muốn có trách nhiệm với bạn để cho bạn an tâm kinh doanh. Thì bạn cũng phải có trách nhiệm với số tiền của các bạn, không phải là chỉ một mình tôi. Tôi sẽ không thu hồi lại nếu như các bạn không làm theo quy trình. Quy trình ở đây là gì? Là tất cả những cái công đoạn, thí dụ như các bạn phải đi học nghề cho đàng hoàng, các bạn phải làm theo quy trình chỉnh chu, phải phục vụ tốt cho khách hàng. Và cái cam kết ở đây là gì? Là nếu như thu hồi lại là chỉ thu hồi lại với số tiền mà đầu tư thôi, còn số tiền 50 triệu nhượng quyền là không thu hồi. Số tiền đầu tư đó Trọng cũng chỉ thu hồi lại 70% để cho các bạn có cái sự cam kết với chính cái số tiền của các bạn là ít nhiều gì tôi cũng cần phải nỗ lực, nhưng nếu như không tôi cũng sẽ bị mất đi một phần nhỏ. Và bên công ty tôi cũng sẽ nỗ lực hết mình để hỗ trợ, để đào tạo, để mà làm marketing cho các bạn, để chắc chắn là các bạn sẽ thành công, để tôi không phải bị thu hồi lại. Thì đó là một cái chính sách mà ngay thời điểm này Trọng đang áp dụng cho hệ thống nhượng quyền FPT. Dù cho các bạn đang ở huyện, các bạn đang ở tỉnh, các bạn đều có thể bắt đầu kinh doanh cái mô hình này được. Dù cho các bạn đang đi làm công ăn lương, các bạn chưa từng biết kinh doanh, các bạn đang là bà mẹ bỉm sữa, đang chưa biết làm gì, chưa biết bắt đầu từ đâu, và đang có một số vốn không biết đầu tư vào cái gì, thì đây là một cái mô hình xứng đáng để cho các bạn đầu tư ngay thời điểm này. Và các bạn hãy nhanh tay đăng ký. Sau khi Trọng nhận đủ đơn nhượng quyền, Trọng chắc chắn sẽ tăng giá tiếp. Vì vậy, nếu như đã muốn làm thì hãy nhanh tay. Xin chào và xin hẹn gặp lại.